Lại đâu không sao? Cái gì vậy? Cướp đông. Ông này làm gì á? Có rồi bác. Quá đồ bác. Giờ cưng chưa? Có hiểu nha. À thẻ 20k đang hết, nó kêu tôi mua hai thẻ 10 đi, hiểu rồi. Để tí. Tiếp theo. Số lượng nhập mua hai. À ok. Nó kêu ok. Đại luôn với tôi gửi dòng liền. Rồi đó, ông không tên rồi đó. Tôi gửi ông hai cái nha, bạch nha. Nó hết thẻ 20 rồi, hẹn gì nó buông được. Bình thoát lắc quá, bình thoát lắc thì ông qua bên Facebook hoặc bên YouTube mấy ông xem. Phương dạo này không có bên đây ông ơi. Phương dạo này ít qua chơi lắm. Phương phải bận đóng phim nữa. Đóng phim kiếm tiền cưới tôi. Sao ông mua cái nhẫn vậy? Ờ đúng rồi, tôi đánh này quen à. Kiểu như mua nhẫn quen. Ông mua bên mega kẹt đó không? Scars.
những cái đồ đồ game mạnh hả? Con dây nè, con dây nè, con banh theon nè, mấy con nào mới vô sát thương á là mạnh mà. Mấy con nào ra sát thương á mới vô mạnh lắm. Mà con này yếu à nha, con bộ găng bài lăng này thì yếu, tại vì nó mỏng lắm. Con này còn phải farm. Trời, cái thùng nó yếu giá man luôn. Trời ơi, ông không dám farm luôn chứ. Tôi thấy ông rồi, ông đừng ra đây nữa. Ngày một ngày bao nhiêu bấm pháo hoa nha. Rồi ông kia ông chết cho ông quýt luôn à. Cowards understand fear. Smart. Trời yếu xìu luôn. Đờ mờ nó. Trời ơi, nhà văn hay vậy. Is a good ship and a bad crew. Sao của mình mana vậy à? Mình mana là do ông cầm cái bản đạo tặc á, cái bản cảm hứng ở bên có định bên mà chích đạo vậy, chích đạo vậy, đạo chích gì đó là nó có nè, ông cầm cái này nè, đạo chích nè, là nó có cái là nó có cái mana đó. It's sweet.
bắn quy trước rồi mới đặt thùng được không anh? Bắn quy trước rồi mới đặt thùng được vẫn được. Ông đặt thùng một mà ông đặt một cái thùng xong rồi ông bắn cái thùng đó, đặt cái thùng nữa cũng được, mà phải làm nhanh mới được. Vẫn được, nói chung là vẫn được. Sao AD tôi áp ca luôn rồi. Nãy giờ em mấy game rồi đó nha, xem tôi tăng áp ca. Xong rồi, em này áp ca rồi. Rồi đậu xanh đó bị nó lừa rồi. Má không đồng hồ cát được luôn chứ, ăn cái tuôn chết. Cowards understand fear. Smart. Nó game này khó nữa rồi đó. Tongueless men can't talk.
À, mấy ông nội này ông kêu 15 GG. GG là cái gì? Có ăn được không? Trời ơi, bay qua là chết nó rồi. Rồi, ông đi xin Sida. Hết đường chạy luôn. Trời ông đá sống ngầm kìa. Anh em chia sẻ giùm tôi link stream Facebook với nha. Ông này ông AFK luôn rồi. Đờ phát. Ông bị phụ huynh găng rồi. Không biết bị ba bị mẹ găng nữa. Chơi game mà bị găng thế này sao mà vui được. Phúc Sơ có găng tem được không? Hành xui, hành xui. Hành xui thôi. Rồi một pha hiếp dâm trên top. Ủa tem bạn quá đông. Ờ ông kéo cái vùng què gì vậy? Thôi tao bỏ cái này để tao lên laptop nè.
Rồi rồi, chết luôn. Sink or swim, lads. Chạy đâu không sao? Cái gì vậy? Bên em làm gì vậy? Cô đâu ra trời ơi. Đâu má nó đông. Donut kiểu gì anh? À, donut thì bạn cứ vô cái trang mà henryfan.vn của mình á, trên màn hình có đó, nó có để cái chữ donut đó, donut bằng thẻ điện thoại. Sẵn rồi subscribe và like kênh YouTube cho mình nha, hoặc là chia sẻ giùm stream ở Facebook một cái. Cướp đông rồi, ông này không phải tôi rồi. Ủa cái thùng của tôi nó bay đâu hả? What the fuck? Cái thùng gì mà sao nó không tới ta? Làm chết luôn đồng đội tôi luôn. Hư cấu thì từ đây, đây, thùng đây không tới. Má được mà lâu quá, muốn con này lục nghề mẹ này. Tôi bị lục nghề rồi. Vậy ông này làm gì á? Có rồi phát. Hay. Ông này giờ ổng vô, ổng vô cũng không có tác dụng gì nữa. Ông này giờ ổng ổng vô cũng không có tác dụng gì. Quá đồ pháp lá trắng tóc biến
ashore that's going ashore. Give me a sea dog over a saint any day. Ơi, cái thùng hư cấu. Đò mò nó. Ê, chuyện gì xảy ra? Ơi, em xin lỗi. Có rồi. Anh cưới vợ cưng chưa? Trời ơi, xong rồi, anh ơi. Con bay nè, nó mạnh quá. Hay. Trời ơi, mù mắt tôi. There's only one way in Bilgewater. Giết nó. Mày hả mày, hết đường chạy chưa? Trời ơi. Qua đã kêu luôn nè. Tongueless men can't talk back. Mang Baron này thua rồi. Understand fear. They're smart.
war that's going ashore. I am as unsinkable as my ship. Có tè le, có tè le, tôi bó. Gì em đi về nó làm gì vậy? What the fuck? Đi về anh chấm hỏi. Đi về anh dấu nặng. Đi về anh chấm. Tiếu hiểu đi về. Về nhà tao hết máu, tao về tao đép đi. Ủa tao em đã thiếu người rồi nha. Ông này là ông AFK từ đầu tôi không nói à. Để xin lại full đồ nè. Cầm hết đi. Ôi rồi ông quét máy bắt ông dùng máy quét xong ông đạp lên luôn. Bét của bét luôn á. Ôi rồi. Bây giờ một con máy quét quá.
chó mày đang lỗ vậy Dũng hả? Ok, mai đủ anh Hiệp đi nè. Mai đủ anh Hiệp đi nè. À, tìm tôi AFK đó nha, mà tôi còn win. Anh em like cho tôi lên 1k like nào, 900 mấy rồi nè. Sắp được 1k rồi nè. Nhớ subscribe luôn nha, like và nhớ subscribe kênh tôi. À, không một cái game phải gọi là căng dư hở, mẹ đẻ mẹ chuẩn bị chở vợ đi đẻ gì đó, không biết không, cảm giác nó căng gì trời ơi, nó căng. À, mai được đi sớm á, được, ok, mai có anh Hiểm nè, rủ thêm ông Tùng nữa, rủ thêm Tùng Sida nữa. Thanh niên ở mấy thanh niên kêu win game này 10 tỷ đâu, chạy đâu hết rồi. Tùng bú cu, Tùng lầm lỡ cái gì mà lỡ. Anh đánh hay quá, em bỏ sub đến nỗi mà sub lại ủng hộ anh. Ba cái đó là đỡ đồng nào ông bỏ sub của tôi. Tôi buồn lắm không? Không biết bài buồn của anh của Phát Handy sáng tác không? Không biết bài buồn của anh không? Rồi game này bánh idea đúng không? Nãy có người donate bánh bay nè đúng không? Ok, game này bánh bay nè nha. Nãy có công tử hiệp gì đó donate 20k bánh bay nè. Z lại 55 không chán lắm, đúng rồi, không chơi Z nữa đâu. Với lại tem tôi nó cũng cấm Z rồi. Ông nào cấm vậy? Ông nào cấm vậy, đề ra 4 cu mới được. Nhạc donut thì ông cứ vô chạy đây nè, ông cứ gõ nhạc donut Henry. Đó. Ông vô đây nha, đây nè, thấy chưa? Đó, ông vô đây nha. Ông nào mà vô đây nghe hay thì like một cái để biết mình có nghe. Mấy ông like thì mấy ông subscribe thì mấy ông có thể giúp tôi tăng cái lượt tương tác lên thì sẽ có nhiều người biết tới. Vậy thôi, không có gì hết trơn á, không, tôi không có được gì hết trơn á, nhưng mà được cái là nhiều người, người ta kiểu như nó là được trang đề xuất á, vậy nên nhiều người nó biết tới á. Chết mẹ nó bích con mây nè của tôi rồi, bích nó bích rồi. Thằng này hư thực cũng không gì giờ, Chitina nha. Nãy Chitina hay Lucian hay gì. Anh em bánh con nào cách liên, bánh con nào ít riêu hả, ít riêu nó cấm rồi. Chết bà ơi, tôi bích con Justina luôn rồi, không nói sớm. Lucian, má bị bích Lucian là được rồi, mấy ông không nói sớm, không kịp rồi mấy ông ơi. Bên nó cấm con ít riêu rồi, tôi tính nó ít riêu. Nhịp độ chết người hả? À? Bước chân thần tốc. Chết Tina đi. Vin em ơi, em bích tướng mẹ rồi. Em bích giờ vô game luôn rồi.